chạy đi đâu. Đấy, con này có nhựa nha, dính tay ác lắm. Nhựa luôn đây này, trắng trắng đấy. Bây giờ chạy nhanh phết. Chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Đi gọi đồng bọn của mày đi. Cho mày lên tivi nha. Cho mày hot luôn. Con này gọi là ếch ương, đặc sản vùng cao. Huy với ơi, làm cho nó phồng lên xem nào. Bắt đi. Làm cho nó phồng lên. Ra cho nó phồng phải làm thế này này. À, kiểu gì? Nhét vào đây là nó phồng. Đấy, để tí nữa xem nó phồng nhá. Phồng như quả bóng luôn. Đây, thành quả đi soi. Một con. Hai. Ba con, 4 con, 5 con, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 con. 13 con. Con ếch chết hết à? Ếch chết hết. 2, 4, hai con này, 4 con này, 6 con, 8 con này. Hai cái trường này mọi người.